ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp lại 34 thí sinh của chúng ta đến với một phần trang phục. Thưa quý vị thân mến, áo dài từ xa xưa đã là hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. Nhắc đến áo dài là chúng ta nhắc đến những truyền thống quý báu và vô cùng đẹp đẽ. Áo dài có ở trong hàng ngày, áo dài có ở trong phim ảnh và thời trang, đối với áo dài là không thể thiếu. Và ngay cả trong những ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời của mỗi người con gái hay là kể cả người đàn ông, khi mà lễ vu quy, khi mà lễ thành hôn của chúng ta vẫn lựa chọn trang phục truyền thống dân tộc, đó chính là áo dài. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thi trình diễn trang phục áo dài.